Con xe này bắt đầu mình tháo cho bạn xem nha. Lúc vừa làm nha, mình quay cái đường trong con xem nè, bạn thấy không? Bắt đầu là mình gắn máy vô nha các bạn nha. Bắt đầu mình review, mình làm con máy này cho các bạn xem. Chiếc xe này chạy được 52.000 cây, trên 50.000 cây rồi đó. Thường thường là trên 30.000 cây là rất là dơ rồi. Nên các bạn có về xem chăm sóc động cơ mình đúng vị cách nha, hiệu quả rất là tốt. Đây là con spark đang mở nha các bạn nha. Rồi bắt đầu mình nhấp vô nè. Đó nè, nó đang mở rồi, bắt đầu mình đóng lại nè. Mình canh spark nó đóng lại nha. Rồi đó, các bạn thấy không? Đó, nó đóng lại kính đây nè. Đó là mình vệ sinh rất là ok nha các bạn. Con xe này chạy được 6-7.000 cây nha. Mình mới bắn được 2 phút là nó sạch bên trong rồi nè. Bắt đầu là mình mới làm sơ nha các bạn nha, nếu làm kỹ rất là sạch nha. Đó, mình thay các bạn xem đó. Bắt đầu làm sạch luôn rồi nha các bạn nha. Nó bắt đầu mình đưa xuống và cái ống mình đưa ngay ngay trước nha, nó bà làm này là đó, bắt đầu mình đưa ống xuống, kéo ống xuống, chuẩn bị ống hút rồi bắt đầu làm thôi. 20 giây là rất là sạch nha các bạn. Đây là bước cuối cùng nha các bạn nha, là an toàn tuyệt đối luôn, là tao bước cuối cùng là đưa ống hút vào những cái lại còn sót lại. Đây các bạn thấy là nó còn sót lại rồi, bạn thấy không? Chưa tới 1 phút nữa. Mình có bán sỉ và lẻ cho anh em nên làm muốn làm đại lý luôn nha các bạn nha. Chúc các bạn. Con này còn sót nữa. Không phải đâu.